Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ lời Chúa ngày thứ Bảy, 13 tháng 7 năm 2024 sau Chúa Nhật thứ 14 mùa thường niên. Và chúng ta đừng quên ngày 13 chúng ta dành tâm tình, dành thời gian cho mẹ Maria, mẹ của chúng ta. Ngày hôm qua thì chúng ta con có một cái công việc, chúng con đi vắng từ sáng cho đến tối hôm qua về thì trễ quá, nên là con không có thời gian để mà chia sẻ với ông bà và anh chị em. Sáng hôm nay sau khi dâng lễ sáng, ăn sáng xong con tranh thủ dâng lễ ngay. Con tranh thủ chia sẻ lời Chúa ngay cho cộng đoàn. Chúng ta đừng quên bấm đăng ký kênh Điều Chúa Muốn. Chúng ta đừng quên bấm đăng ký YouTube kênh Điều Chúa Muốn để chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau lắng nghe lời Chúa và cùng nhau lắng nghe những chia sẻ lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta ôn lại lời Chúa của ngày thứ sáu. Chúa Giêsu nói cho tất cả chúng ta biết rằng là anh em là môn đệ của Thầy thì anh em như là con chiên đi vào giữa bầy sói. Và con chiên này thì là khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Rồi Chúa cũng nói trước cho chúng ta biết rằng là đi theo Chúa thì không có dễ dàng. Chúng ta sẽ gặp người đời ghét bỏ, gặp những cái khó khăn từ người đời. Rồi chúng ta cũng lại gặp những khó khăn từ chính trong nội bộ. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh. Con cái đứng lên chống lại cha mẹ, vân vân. Chúng ta đi theo Chúa không có dễ dàng. Chúng ta nhìn vào Đức Giêsu vác thánh giá thì chúng ta cũng biết rằng con đường đi theo Chúa thì cũng sẽ có những cái khó khăn từ ngoài xã hội, và cái khó khăn hơn nữa là khó khăn từ trong chính cộng đoàn. Và chúng ta cũng nghe Chúa Giêsu nói thôi thì anh em cứ kiên trì, anh em chưa đi hết các thành thì con người sẽ đến. Tức là Thiên Chúa luôn luôn là đỡ nâng, cũng như là hiện diện cách này cách khác để mà nâng đỡ chúng ta, để chúng ta trọn vẹn trên con đường đi theo Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng của ngày thứ Bảy, 13 tháng 7. Tin mừng Matthew chương 10 từ câu 24 đến câu 33. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta lại sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà mà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Chúng ta đi vào từng câu của tin mừng. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Chúa Giêsu dùng hình ảnh là thầy và trò. Chắc chắn là Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến Chúa Giêsu và các môn đệ, cũng như là tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói rằng là tớ không hơn chủ, trò không hơn thầy. Chủ mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là trò. Tức là Đức Giêsu muốn nói rằng anh em cứ nhìn vào thầy. Anh em cứ nhìn vào Đức Giêsu. Đức Giêsu còn bị người ta ghét thì huống chi là chúng ta. Đối với cá nhân con thì con cũng vẫn tập. Thực sự thì con cũng đã tập khá lâu rồi. Và cho đến bây giờ, và chắc là còn mãi đến sau này thì con vẫn cứ phải tập. Tập bị người ta hiểu lầm, tập bị người ta ghét, tập bị người ta vu oan cáo vạn. Con thì con cũng có một chút cái cảm nhận rằng là nếu chúng ta đón nhận những cái vu oan cáo vạn, nếu chúng ta đón nhận những cái ghen ghét của người khác thì Chúa cũng bù lại cho chúng ta được nhiều ơn lắm. Cụ thể là trong những cái công việc bác ái của chúng con thì cũng đôi khi là cũng gặp những cái khó khăn ngay từ chính trong nội bộ, chứ cũng không phải là người ngoài.
Thì con chia sẻ như vậy thì ông bà và anh chị em cũng hiểu đấy. Thế nhưng mà chúng ta có thể đón nhận những sự hiểu lầm, đón nhận những vu oan cáo vạ. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng là thầy mà người ta còn gọi là Beelzebul, thầy mà người ta còn gọi là quỷ. Beelzebul đó là tướng quỷ, thì huống chi là trò, huống chi là anh em. Thế thì chúng ta cứ nhìn lên thập giá Đức Giêsu để thấy là Đức Giêsu là đấng công chính mà còn phải chịu nhiều đau khổ, bị vu oan cáo vạ, bị nói xấu đủ điều, bị đặt điều. Tức là đôi khi chúng ta không có làm cái điều đó mà người ta đặt. Ví dụ như cá nhân con đi, cũng có người tố cáo rằng là con là đại khái là nó là yêu đương cô này cô kia. Thật sự thì con cũng chia sẻ chân tình với cộng đoàn, thì cho đến bây giờ thì Chúa cũng chưa có để cho con phải gặp những cái cám dỗ liên quan tới tình yêu trai gái. Đấy là con chia sẻ chân tình. Thực ra thì con không dám nói mình là người tốt lành gì cả, nhưng mà để trở thành môn đệ của Đức Giêsu, để vững vàng trong đức tin, thì Chúa cũng để những cơn cám dỗ để cho chúng ta chọn Chúa hay là chọn ma quỷ. Thì đối với cá nhân con thì cái chuyện đó thì con cũng, Chúa cũng gìn giữ để con cũng chưa đến nỗi. Thế mà người ta còn tố cáo, người ta bảo rằng là cha Hùng đi làm bác ái vậy chứ. Đôi khi không phải là đôi khi cha Hùng đi làm bác ái, tại sao cha Hùng lại cứ thích đi làm bác ái? Bởi vì cha Hùng có cô này cô kia ở cái chỗ đó, nên là gọi là đi làm bác ái nhưng mà thực sự là đến ở với cái cô đó. Thế thì kính thưa cộng đoàn, mặc dù chúng ta không có, nhưng mà người ta đặt điều như vậy thì mình cũng rất là buồn. Và đặc biệt là đôi khi là nhà dòng nghe được cái điều này thì cứ nghĩ là như thế. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng anh em thân mến, anh em cứ nhìn vào thầy. Thầy mà người ta còn đặt điều này, đặt điều kia, thầy mà người ta còn gọi là Beelzebul, còn gọi là quỷ, thì huống chi là anh em. Thế thì con vẫn cứ ý thức và tập luyện, tập đón nhận những cái vu oan cáo vạ, tập đón nhận những cái sự ghen ghét, tập đón nhận khi người ta đặt điều xấu xa cho mình. Chúng ta cứ nhìn lên Chúa Giêsu để chúng ta tập cái điều đó. Vậy anh em đừng sợ người ta. Vậy anh em đừng sợ người ta. Ai nói xấu mà chúng ta không có thì chúng ta cũng đừng có phải đối đãi hay là đừng có phải chứng minh gì cả. Có một câu danh ngôn mà con cũng đã chia sẻ với cộng đoàn, ai đó nói xấu ta thì thôi cứ để cho họ tự tìm câu trả lời. Chúng ta không cần mất thời gian để mà phải giải thích cho người này, giải thích cho người kia rằng tôi không như thế, tôi không như thế. Không cần. Nếu mình không có làm những cái điều xấu như vậy đấy, chúng ta cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Ai đặt điều thì người ấy có lỗi và họ cũng phải tìm câu trả lời. Chứ chúng ta cũng không nhất thiết là phải giải thích hay là chứng minh cho ai cả. Và chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ rằng là tôi muốn họ phải nghĩ đúng về tôi. Không cần. Họ muốn nghĩ đúng, nghĩ sai, họ muốn vu oan, họ cứ nghĩ thế nào thì đấy là cái chuyện của họ. Chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng sống tốt. Anh em đừng sợ người ta, đừng sợ người ta nghĩ xấu về mình, đừng sợ người ta vu oan cáo vạ về mình, đừng sợ người ta coi thường mình. Đấy là cái việc của họ. Còn việc của chúng ta là sống tốt lành và yêu Chúa và yêu anh chị em. Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta lại không biết. Cái này thì chúng ta cũng hiểu một cách cụ thể hàng ngày cũng vậy thôi, không có cái gì che giấu được cả. Người ta bảo là cái kim ở trong bao lâu ngày rồi nó cũng sẽ lòi ra. Vì thế mà đôi khi chúng ta làm những cái điều bất chánh, chúng ta cứ nghĩ là không ai biết, rồi cũng sẽ có người biết. Và nếu chúng ta làm điều tốt, chúng ta cũng chẳng cần phải quảng bá, hữu xạ tự nhiên hương. Con thì con cũng ý thức cái điều này. Đôi khi có những cái việc mà chẳng ai bắt mình phải báo cáo cả, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ làm rõ ràng. Chúng ta cứ làm rõ ràng, bởi vì chúng ta biết rằng không có cái gì che giấu mà không có ngày được tỏ lộ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là ở một cái ý nó cao hơn nữa, không chỉ là trong cuộc sống này thì chúng ta chẳng che mắt ai được đâu. Chúng ta làm tốt rồi người ta cũng biết, mà chúng ta làm xấu rồi cũng có ngày nó bị lộ ra. Nhưng mà Chúa Giêsu còn nói ở một cái ý khác nữa, rằng là tất cả những lời Chúa mà anh em đón nhận, tất cả những cái việc tốt lành từ Chúa mà anh em đón nhận thì anh em đừng có che giấu, anh em phải làm tỏ lộ ra. Đấy. Tin mừng mà anh em lắng nghe mỗi ngày, lời Chúa mà anh em lắng nghe mỗi ngày thì anh em phải nói cho thiên hạ, phải nói cho mọi người. Hãy nói cho mọi người biết mình là con Thiên Chúa. Hãy nói cho mọi người biết rằng là mình là môn đệ của Đức Giêsu. Hãy nói cho mọi người biết
về những lời tốt lành Đức Giê-xu đã nói với mình và mình sẽ nói với anh chị em. Chúa Giê-xu nói cái câu này nó có cái ý đó. Không chỉ là Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta rằng là đừng có che giấu cái gì cả, bởi vì là không có cái gì che giấu được đâu. Làm tốt thì người ta cũng biết mà làm xấu rồi cũng sẽ bị lộ ra. Nhưng mà còn một cái ý quan trọng hơn nữa, đó là tất cả lời Chúa nói, tất cả những việc Chúa làm cho chúng ta hãy nói cho mọi người, để cho mọi người cũng được biết Chúa, để cho mọi người cũng nghe được lời Chúa và cũng đón nhận được những lời của Chúa. Anh em đừng, thật ra không có gì che giấu sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta lại không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều thầy anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà và rao giảng. Chúa Giê-xu muốn tất cả chúng ta là chúng ta lắng nghe lời Chúa thì cũng hãy nói lời Chúa cho mọi người, đừng có che giấu. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa là sự thật. Nên là cũng có một số người thì họ cũng nói rằng là cha Hùng làm cái gì đấy thì đôi khi là chúng tôi cũng không biết. Theo ra là giống như là người ta nghi ngờ con làm những cái chuyện mờ ám. Thì con nói rằng là trời, hàng ngày tôi chia sẻ lời Chúa đó, có chuyện gì là tôi nói hết ra. Mà khi đã công khai trên mạng xã hội như thế này thì có cái gì là che giấu đâu. Mà thật sự là con muốn mọi người cũng được lắng nghe lời Chúa. Khi con ở Cao Xá thì cũng có một người nói, cha ơi, cha cẩn thận nghe, cha giảng trên mạng như vậy chính quyền công an nó nghe đó. Thì con nói với họ là trời ơi, họ mà nghe tôi càng mừng. Họ mà nghe tôi càng mừng, chính quyền mà nghe tôi lại càng mừng. Thế thì Chúa nói với chúng ta, chúng ta đừng có sợ gì cả. Những điều thầy nói với anh em cứ công khai cho mọi người. Chúa không có nói, giống như người đời của chúng ta nói là tôi nói cái này cho bà nghe, bà đừng có nói cho ai, bà giấu kín cho tôi, bà đừng có nói cho ai. Xem ra là người đời nó có những cái dấu dấu diếm diếm. Còn Chúa Giê-xu thì những lời Chúa Giê-xu nói, Chúa muốn chúng ta nói cho tất cả mọi người. Hãy nói cho tất cả mọi người những lời Đức Giê-xu đã nói mà chúng ta được lắng nghe mỗi ngày. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều thầy anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà và rao giảng. Chúng ta hãy vui tươi mạnh dạn nói lời Chúa cho mọi người, vì Chúa muốn như thế. Không có dấu dấu diếm diếm. Đó. Lời Chúa là lời sự thật, là lời ân sủng, lời chữa lành. Chúng ta đón nhận lời Chúa thì chúng ta cũng cứ mạnh dạn nói cho mọi người. Chính quyền công an vô thần hay là Phật giáo cao đài, ai nghe chúng ta cũng đều rất là vui. Mình nói là mình nói công khai. Chúng ta cũng chẳng có cái gì mà phải che giấu cả. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Thường ngày trong cuộc sống của chúng ta cứ hay sợ người này, sợ người kia, thậm chí là chúng ta sợ bề trên. Ngày hôm qua thì con có gì dâng lễ trong các em mà dự tu đó, thì con các em dự tu mà các em bên dòng nữ, thì con có hỏi các em là chúng con là những người có ý định đi tu, vậy thì chúng con muốn là mình đi tu thì mình sẽ giống ai? Thì các em đã trả lời là chúng con thích mình giống các sơ. Thì con nói với các em rằng chúng con nói như vậy thì cũng rất là tốt. Thế nhưng mà chúng ta đi tu là để chúng ta giống Chúa. Các sơ cũng phải giống Chúa. Chúng ta cũng phải, tất cả chúng ta đều phải giống Chúa. Thế thì Chúa nói với tất cả chúng ta rằng là anh em đừng có sợ người đời. Anh em cũng chẳng cần phải muốn là giống người đời. Chúng ta sợ là sợ Thiên Chúa. Anh em đừng sợ người đời, người ta có thể giết thân xác anh em thôi. Nhưng anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác, tức là có quyền trên hồn xác chúng ta. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta hay sợ người đời, sợ người có quyền có thế, sợ bề trên vân vân, mà chúng ta lại coi thường Thiên Chúa. Thế thì chúng ta phải tập nghe. Lệnh Chúa xin cho con biết kính sợ Chúa. Xin cho con biết kính sợ Chúa. Chúng con sợ Chúa. Còn đối với người đời chúng con yêu mến, chứ không phải là chúng con đi lễ vì lòng yêu mến Chúa, chứ không phải chúng con đi lễ là vì sợ người đời. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh rất là dễ hiểu. Cái con chim sẻ bán chỉ được một hai hào thôi, thế mà Chúa còn phải cho nó ăn, cho nó ở, cho nó ca, cho nó hát vân vân.
Huống chi là anh em, ngay cả tóc trên đầu của anh em Chúa cũng đã đếm cả rồi. Thế thì Chúa nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là những lời Chúa nói với chúng ta, có thể là khi chúng ta nói lời của Chúa, ví dụ nha, một cái công ty nó làm ăn gọi là gian dối, thì chúng ta đến nói với nói rằng là Chúa dạy tất cả chúng ta là đừng làm ăn gian dối, phải làm trong sự thật. Ví dụ mình nói với họ như vậy. Thế thì Chúa nói rằng là những cái lời của Chúa Giêsu sẽ tố cáo những kẻ có tội. Và khi chúng ta nói như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Người ta sẽ ghét chúng ta và thậm chí là người ta sẽ giết chúng ta. Thế nhưng mà Chúa Giêsu nói là anh em, dù người ta có hăm dọa, người ta có giết, khi anh em nói lời Chúa mà bị hăm dọa, mà bị giết thì anh em cũng đừng sợ. Bởi vì cùng lắm là người ta giết được thân xác anh em. Nhưng anh em hãy kính sợ Thiên Chúa. Nếu anh em kính sợ Chúa thì anh em hãy nói lời Chúa cho mọi người. Nếu anh em kính sợ Chúa thì anh em phải nói lời Chúa cho mọi người. Thật sự thì người Công giáo Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng ngại nói lời Chúa lắm. Thứ nhất là chúng ta cũng không thích nghe lời Chúa. Và cái thứ hai, nghe lời Chúa rồi thì chúng ta cũng ngại nói. Có thể là chúng ta ngại là bởi vì chúng ta sợ chúng ta nói không đúng. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy những đứa trẻ đó, khi nó mới nói, nó có thể nói ngọng, nói sai. Nhưng nó phải ngọng, phải sai rồi nó mới đúng. Vì thế mà anh chị em nghe thì anh chị em nghe lời Chúa thì anh em cũng hãy tập nói lời Chúa. Có thể khởi đầu nói ngọng, nói sai, nhưng mà rồi từ từ Chúa Thánh Thần sẽ uốn nắn để cho chúng ta nói đúng. Thế thì Chúa dạy chúng ta rằng là nếu chúng ta nói lời Chúa mà bị người ta ghét, người ta âm mưu, làm cho anh em sợ hãi, thì anh em thân mến, anh em đừng có sợ. Bởi vì con chim sẻ mà Chúa còn gìn giữ, tóc trên đầu anh em Chúa còn gìn giữ, huống chi là mạng sống của anh em. Nên là anh em cứ việc phó thác. Sáng hôm nay thì cha Anton là cha phó cũ của con ấy, ngày cũng nhắn tin, ngày bảo rằng là anh Hùng ơi, bây giờ cái việc bác ái đó thì nó có cái quỹ bác ái như vậy đó, thì em có trách nhiệm là em quản lý cái công việc này, nhưng mà lỡ may em đột quỵ thì làm sao? Lỡ may em đột quỵ thì làm sao? Thì con mới nói với cha là trời ơi, sổ sách của em nó rõ ràng như thế, em có đột quỵ thì vẫn còn sổ còn sách, mà thôi em cứ phó thác cho Chúa hết đi. Phó thác cho Chúa, mình đừng có làm điều sai là được rồi. Chứ còn đâu có cái gì là chắc chắn ở cái cuộc sống này đâu. Thế thì Chúa nói với tất cả chúng ta rằng là nếu như trong cái việc mà anh em loan báo tin mừng, khi anh em thi hành lời Chúa bị người ta vu oan cáo vạ, hay là bị người ta âm mưu thế này thế khác, thì anh em cũng đừng có sợ. Bởi vì con chim sẻ Chúa còn gìn giữ, tóc trên đầu anh em Chúa còn gìn giữ, thì huống chi là mạng sống của anh em. Anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ. Tức là Chúa bảo đảm người ta có thể âm mưu, người ta có thể ghét, người ta có thể giết anh em, nhưng Chúa bảo đảm bảo vệ thân xác và linh hồn anh em. Thôi thì cứ phó thác. Chính vì sáng hôm nay còn nói với cha phó của con, em cứ phó thác. Chúng ta làm việc cho Chúa, chúng ta cứ làm đúng và làm công khai mọi sự thì phó thác cho Chúa. Và mai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Tức là Chúa nói rằng nếu mà chúng ta nói Chúa cho mọi người, nếu chúng ta sống minh chứng mình là con cái Chúa cho mọi người, thì Chúa cũng bảo vệ chúng ta. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta lắng nghe lời Chúa, thậm chí chúng ta cũng không thích lắng nghe lời Chúa, chúng ta là những người được rửa tội mà mình cũng chẳng có sống về đạo, thì chúng ta từ chối Chúa thì Chúa cũng chẳng thể bảo vệ chúng ta. Nếu chúng ta làm chứng cho Chúa, chúng ta nói Chúa cho mọi người, chúng ta sống những điều Chúa dạy, thì đương nhiên là chúng ta đang sống trong sự bảo vệ của Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta từ chối Chúa, nếu chúng ta từ chối Chúa thì Chúa cũng chẳng bảo vệ chúng ta. Nói đến đây thì con lại nhớ lại cái chuyện mà năm 2001 đó, là khi mà khủng bố ở Mỹ đó, thì nhiều người cũng nói rằng là có Chúa hay không, có Chúa mà sau này để ra một cái tình trạng tàn ác là như thế. Thế nhưng mà cũng có một cô bé, cô nói rằng là bởi vì ngày hôm nay tất cả các nhà thờ đều dẹp hết tượng ảnh. Ngày xưa đi học thì còn đọc kinh, chứ bây giờ chẳng có ai đọc kinh cả. Ở những cái nơi công cộng chẳng bao giờ người ta để Chúa. Thế thì khi người ta từ chối Chúa thì làm sao Chúa có thể bảo vệ người ta được? Thế thì Chúa Giêsu nói, anh em là môn đệ của Thầy, tất cả những lời Thầy nói với anh em cần phải nói cho mọi người, phải công khai cho mọi người. Và khi anh em nói lời Chúa cho mọi người thì chắc chắn anh em sẽ bị thế gian ghét,
âm mưu và thậm chí là giết anh em. Thế nhưng mà anh em đừng lo, con chim sẻ mà Chúa còn lo được, mà Chúa còn bảo vệ, Chúa còn gì gì, huống chi là thân xác và linh hồn của anh em. Thế thì nếu anh em thật sự là người môn đệ của Chúa, anh em làm chứng cho Chúa, anh em sống những điều Chúa dạy, thì đương nhiên anh em đang sống trong sự bảo vệ của Chúa. Thế nhưng mà lời của Chúa chúng ta không nghe, không giữ, chúng ta cũng chẳng làm chứng Chúa cho ai cả, thì khi gặp khó khăn thì Chúa cũng, chúng ta đã từ chối Chúa thì Chúa cũng không thể bảo vệ chúng ta được. Rồi, câu lời Chúa mà chúng ta ghi nhớ ngày hôm nay đó là anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. Giống như là các thánh tử đạo đó. Đối với các lý hình thì nó thôi, thân xác của tôi thì quan có thể giết, nhưng linh hồn tôi thuộc về Chúa. Anh em đừng sợ những người chỉ có thể giết được thân xác anh em. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Hôm nay là ngày thứ 7, 13 ngày của Đức Mẹ. Con sẽ cố gắng đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho cộng đoàn. Cách riêng là cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, cũng như là cầu nguyện cho anh chị em lương dân. Ngày hôm qua thì cha Môn Ly đã hoàn tất 4 ngày ở Việt Nam để lo về cái việc cùng với chúng con để lo cái việc mà chuộc tượng Đức Mẹ đặt trên núi Bố Cô. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một cái việc nho nhỏ khởi đầu, để rồi Đức Mẹ sẽ ban ơn và lôi kéo mọi người ha. Cha Môn Ly về Campuchia và gửi lời cảm ơn đến tất cả cộng đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị ân nhân đã đồng hành với chúng con trong cái công việc này. Cha Môn Ly sẽ trao đổi với quý cha Campuchia để thống nhất cái hình dáng Đức Mẹ Campuchia như thế nào. Và sau khi thống nhất xong thì cha Môn Ly sẽ qua Việt Nam một lần nữa và con sẽ có trách nhiệm để dẫn ngài đến cái nơi làm tượng Đức Mẹ Campuchia. Và con cũng thay mặt tất cả quý vị ân nhân để lo lắng cái cộng tác với cha Môn Ly trong cái công việc này. Chúng ta hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta tạ ơn Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa ban nhiều, thật nhiều, thật nhiều ơn lành cho mỗi người chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.